Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 mới Try On, sách bài tập workbook. Và hôm nay tiếp tục giải bài Welcome Back trang số 7 với bài số 8, số 9 trang số 7 nhé. Bài số 8 và bài số 9 thì nó liên quan tới câu đơn, câu phức, ok, và những cái từ nối because. Chúng ta có because là bởi vì, if là nếu, before là trước khi, so là vì vậy, vì thế, although là mặc dù nha. Chúng ta cần phải nhớ này, although là mặc dù này, if là nếu này, before là trước khi này, rồi chúng ta có so là vì vậy này, vì vậy, vì thế, because là bởi vì, thì chúng ta biết rồi, chúng ta điền vô những câu dưới đây. Rồi number one, in Japan, ở Nhật Bản, you should take up là cởi đó. You should take up your shoes. Bạn nên cởi giày ra before you enter house. Enter là đi vào, trước khi bạn đi vào nhà. Ok, number one, before. Number two, many students enjoy taking part in. Có rất nhiều học sinh thích tham gia after school activities, những hoạt động sau giờ học. Because they are fun, bởi vì chúng rất là vui. Number three, if you want to try Vietnamese dishes, nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn của Việt Nam, you should learn how to use chopsticks. Bạn nên học cách sử dụng đũa nha, đũa, chopstick là đũa. No one was badly injured in the car crash. Không có ai bị thương nặng ở trong cái vụ tai nạn ô tô nha. Mặc dù tai nạn có vẻ rất là kinh khủng, kinh hoàng, terrible là kinh hoàng. Accident là tai nạn. Chúng ta xài từ under đây. Câu số 5, you should speak loudly in pagodas and temples. Bạn không nên nói to ở chùa và ở đền. Vì vậy, everyone can enjoy the peace and quiet. Vì thế mọi người có thể vì thế mọi người có thể tận hưởng được cái sự thanh bình và yên tĩnh. Peace là sự thanh bình. Và chúng ta có quiet là yên tĩnh. Ok, vậy thì số 1 là before, số 2 là because, số 3 là if, số 4 là under và số 5 so. Chúng ta sang bài số 9 sang số 7 luôn. Nối hai câu sử dụng những cái từ người ta cho trong ngoặc. Câu số 1 của chúng ta, anh ta không có tận hưởng kỳ nghỉ ở Thái Lan, thời tiết rất là kinh khủng. Chúng ta viết nối hai câu sử dụng because. Chúng ta để because giữa. He didn't enjoy his holiday in Thailand because the weather was so terrible. Chúng ta có thể để because giữa hoặc để đầu câu thì lôi cái vế đằng sau ra phía trước. Because the weather was so terrible. Bởi vì thời tiết rất tệ. He didn't enjoy his holiday in Thailand. Anh ấy đã không tận hưởng kỳ nghỉ ở Thái Lan. Qua bài số 2, Betty arrived home from her trip. Betty đã đến nhà sau chuyến đi. She sent a thank you note to her new friend. Cô ấy gửi một cái lời cảm ơn tới bạn của cô ấy, bạn mới của ấy. Chúng ta để từ when ở đâu? Để đầu câu. Khi mà Betty về tới nhà thì cô ấy gửi cái này cái kia, đúng không nào? Chúng ta để when đầu câu. When Betty arrived home from her trip, she sent a thank you note to her new friend. Nếu chúng ta muốn để when ở giữa câu thì chúng ta sẽ lôi cái mệnh đề đầu tiên bỏ ra phía sau. Betty và đổi chủ ngữ luôn. Betty sent a thank you note to her new friend when she arrived home from her trip. Betty đã gửi một cái lời cảm ơn tới bạn mới của cô ấy khi mà cô ấy về tới nhà sau chuyến đi. Câu số 3, number 3. Everyone left the birthday party. Mọi người rời bữa tiệc sinh nhật nha. Mọi người đã rời bữa tiệc sinh nhật. Sau đó, đen là sau đó, Sammy đã mở tất cả món quà ra. Chúng ta nối hai câu sử dụng after là sau khi. Và là sau khi mọi người rời bữa tiệc thì Sammy mở món quà ra. Chúng ta không có xài lại đen nữa. Nếu chúng ta xài after thì chúng ta không có xài đen. After everyone left the birthday party, Jamis opened all up her gifts. Hoặc là Jamie đã mở tất cả món quà sau khi mọi người rời bữa tiệc sinh nhật. Jamis opened all up her gifts after everyone left the birthday party. Câu số 4 của chúng ta, modern life is always changing. Cuộc sống hiện đại luôn luôn thay đổi.
Many people enjoy following their traditions. Có rất nhiều người thích giữ gìn truyền thống. Vậy chúng ta sẽ để cái on đầu đâu? Để đầu câu, mặc dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi nhưng nhiều người vẫn giữ gìn truyền thống. Nhà vẫn theo sau các truyền thống. Under modern life is always changing. Many people enjoy following their traditions. Hoặc chúng ta để on đầu đầu ở giữa câu thì chúng ta sẽ lôi cái vế đằng sau bỏ on đầu. Many people enjoy following their traditions. Under modern life is always changing. Câu số 5. Mỗi hai câu sử dụng so. So là vì vậy, vì thế. Custom là phong tục. Phong tục thì ở trên thế giới là khác nhau. Bạn nên học chúng trước khi bạn đi thăm một cái đất nước mới. Chúng ta để so ở giữa câu nhé. Custom are different all over the world, so you should learn them before you visit to a new country. Ok, chúng ta để so giữa câu.